Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Mình hôm nay lại nhận được một món hàng nữa. Cuộc đời của mình tiền thì chả kiếm được bao nhiêu, nhưng cứ mua sắm hoài thôi. Mình đã mở cái hộp này ra rồi các bạn. Như cái tiêu đề của video các bạn biết rồi. Đây là cái ghế tựa lưng dành cho con GZ của mình. Mà cái tựa lưng này là tựa lưng cho người lái nha các bạn. Đây, con GZ của mình nằm ở trong này đây. Thì GZ150A là dòng xe đường trường, phong cách ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Đi đường dài không sợ mệt mỏi. Riêng mình có thể chạy 500 km liên tục mà không cần nghỉ. Nó thì đó được thiết kế sẵn có ghế tựa lưng sau cho người ngồi sau rồi. Bây giờ mình đặt thêm một cái tựa lưng cho người lái để đảm bảo cái tư thế thoải mái nhất cho cái người lái. Và cái này là do một người bạn ở trên Facebook họ tự sáng tạo ra, họ làm để bán cho anh em. Bây giờ mình sẽ khui hộp cái này. Khui hộp thì mình chắc là chẳng có ai quay cho. Nóng quá thì có thích quạt, có khả năng là hơi gió. Đặng Văn Miên 12/10/2 5 hai con ốc này. Cái bát này là gắn vào ở phía dưới của con xe các bạn ạ. Gia công khá đẹp các bạn. Nó gia công tinh tế đẹp. Mình chỉ sợ gia công ẩu thôi, nhưng gia công thế này là đẹp lắm rồi. Mình vừa mới thuê một ông thợ điên về lắp hộ cho cái yên cái gì nhỉ? Cái tựa lưng cho người lái đấy các bạn. Không, nó có một tí trục trặc. Còn để lắp cái yên này các bạn chỉ cần tháo cái yên của người lái ra và mở hai con ốc Đây là thành quả sau khi hai anh em rất vất vả lắp cái ghế tựa lưng cho người ngồi trước. Anh hai, anh thử lên ngồi cảm nhận thử. Nó lên thì vẫn thoải mái các bạn. Người ngồi trước lên thì họ lên đường này lên vẫn rất thoải mái. Cảm giác thoải mái hơn không? Đây là chia chỗ các bạn. Chia chỗ thế này rồi thì người ngồi sau sẽ không bao giờ xâm phạm được vào vị trí của người ngồi lái. Cảm giúp. Đây, anh tự đeo cái ba lô vào theo vướng. Trường hợp các bạn đeo ba lô thì phải bỏ ra phía sau là được, nhưng mà buộc không có người ngồi sau. Nhưng mà có ba lô nó cần thiết là bỏ cái yên, rút yên bỏ ra phía sau được. Yên này rút lên rút xuống được, chỉ sợ trộm nó lấy thôi. Tiền ở đấy này, trong là một cái ghen quán xin thì con là vào bật hai bên này. Chào các bạn. Sau một thời gian chạy xe với lắp thêm cái tựa lưng cho chiếc xe,
thì mình có một số cảm nhận đánh giá. Thực sự mình hay chạy đường dài nên lắp cái tựa lưng này có rất nhiều lợi ích các bạn. Nhưng mà bên cạnh đó có một số bất tiện, đúng không? Mày ra mở cái cụp này. Để lắp cái tựa lưng vào rồi khi mở cốp xe hơi bị khó. Đây cái tựa lưng có thể rút ra rút vào các bạn này. Khi mình lắp cái tựa lưng vào, cái tựa lưng lắp vào thì đơn giản thôi, vì ở đây có hai con ốc sẵn rồi. Có hai con ốc sẵn rồi, nhưng hai con ốc này ngắn thì sộp cho mình thêm hai con ốc khác dài hơn để bắt cái tựa lưng này. Cái tựa lưng này có bất tiện nữa là nó tháo cốp ra, tháo yên ra để bỏ cái gì ở đây nó hơi khó để bỏ vào. Hôm trước là hai người bỏ mãi mới được đấy. Được đấy, được đâu. Nó bất tiện ở chỗ đấy. Thế được. Đấy. Có khả năng phải tắt máy quay đi các bạn mới bỏ được cái yên vào. Yeah. Mày ấn xấu xuống tí một tí nữa. Ấn xuống tí nữa. Tại vì cái tựa lưng lắp vào thì nó chiếm mất cái khoảng không gian ở đây. Cái miếng nhựa này nếu mà quét đi thì cái yên nó xấu. Rồi, cái cách là chắc ăn rồi đấy. Đây. Thằng bạn mình nó chả bao giờ nó ngồi nó tựa vào cái lưng này. Vì là người nó có quá. Cái lưng này nếu thiết kế như thế này thì phải gì nhỉ? Người cực kỳ to mới ngồi mới tựa được vào. Nghe như cái này này. Cái này nếu bẻ uốn cong về phía trước thì hay hơn. Thay vì uốn cong về phía sau. Nó khoảng cách có xa đúng không? Và link mua của cái tựa lưng này tí nữa mình sẽ để Facebook của anh đấy ở trên trên này cho các bạn dễ mua. Giá cái yên này là 855k. Hơn 800 ngàn cho một cái tựa lưng.